Hơn 100 hộ dân trồng cà phê liên kết với Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Sáu Nhung phải tuân thủ, đó là nói không với thuốc trừ cỏ, nói không với việc lạm dụng phân bón hóa học. Cùng với đó, bà con tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ để hướng đến canh tác thân thiện với môi trường. Vỏ cà này này mình uống với lại phân bò để mình tái canh cho lại cho cây cà nó ăn để là tạo cái chất mục và chất hữu cơ cho cái cây cà phê để cho nó sinh trưởng được bền vững hơn. Nhiều năm nay, hợp tác xã này đảm nhận vai trò là đơn vị cung ứng dịch vụ từ đầu vào như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho đến khâu đầu ra thu mua bao tiêu sản phẩm cho bà con. Chính vì thế, từ năm 2014 đến nay, thông tin của hơn 100 hộ nông dân liên kết được hợp tác xã thu thập làm cơ sở dữ liệu để truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Vùng cà phê đã được lâu năm thì được cấp vùng địa lý của quốc gia thì chúng tôi cũng rất là dễ dàng truy xuất nguồn gốc. Còn lại là cái minh bạch về cái chăm sóc chúng tôi cũng đã ghi chép rất là đầy đủ từ vườn cây cái chăm sóc theo tiêu hướng hữu cơ và đưa về sản xuất theo nhà màng sấy bằng năng lượng mặt trời thì đang sản xuất xanh. Cơ quan chuyên môn phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức đã xây dựng cái vùng cà phê chất lượng cao cũng đã được Ủy ban tỉnh công nhận cái vùng cà phê nông nghiệp sản xuất cao của huyện Đắc Hà với diện tích trên 1.930 ha. Và hiện nay các cơ quan chuyên môn đã vận động các hộ dân phối hợp với các doanh nghiệp xây dựng cái chuỗi liên kết để mở rộng sản xuất. Huyện Đắc Hà được coi là thủ phủ cà phê của tỉnh Kon Tum với diện tích trên 15.000 ha. Năm 2020, cà phê Đắc Hà đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bảo hộ chỉ dẫn địa lý với diện tích trên 9.000 ha. Đây là điều kiện thuận lợi để sản phẩm cà phê nơi đây xây dựng thương hiệu gắn với truy xuất nguồn gốc sản phẩm.